Trong năm 2023 vừa qua, lượng khách du lịch đến với Hà Nam ước đạt 4,38 triệu lượt người, trong đấy có 131.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu đến từ du lịch là hơn 3.300 tỷ đồng. Những con số trên là những tín hiệu tích cực của du lịch Hà Nam, điểm đến du lịch văn hóa địa phương hàng đầu thế giới. Với cái sự kiện Hà Nam đạt được cái giải thưởng này không chỉ là vinh dự đối với Hà Nam mà còn là cái vinh dự đối với Việt Nam. Du lịch Hà Nam trong thời gian vừa qua cũng đã rất là chủ động trong việc tổ chức những cái sự kiện, các cái lễ hội văn hóa để mà tạo nên cái sức hấp dẫn cuốn hút đến khách du lịch đến. Thông qua đó để chúng ta có thể là gìn giữ được các cái văn hóa truyền thống của đất nước, của địa phương. Với gần 2.000 di tích các loại, hơn 100 lễ hội, 40 làng nghề thủ công truyền thống, cùng với đó là cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, Hà Nam đang là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Đây có thể nói là một cái vinh dự của Hà Nam. Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kết nối giữa các cái khu du lịch của tỉnh Hà Nam với nhau. Đồng thời chúng tôi cũng dành ngân sách để tu bổ, trùng tu lại các cái di tích văn hóa lịch sử của Hà Nam. Chúng tôi cũng tăng cường cái công tác đào tạo nguồn nhân lực, hướng dẫn viên, rồi đội ngũ phục vụ để làm sao khách du lịch đến với tỉnh Hà Nam chúng tôi và thấy được những cái nét đẹp của vùng đất, của thiên nhiên nơi này và con người Hà Nam. Điểm nhấn nổi bật của du lịch Hà Nam chính là khu du lịch Tam Trúc, có tổng diện tích rộng 5.100 hectare, nơi có cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hùng vĩ. Tam Trúc được đánh giá là điểm đến du lịch hấp dẫn mang tầm quốc tế bởi những lợi thế tuyệt đối về cảnh quan thiên nhiên, là một trong những điểm kết nối di sản có giá trị, chùa Hương, chùa Tam Trúc, chùa Bái Đính. Tôi rất là vui mừng khi biết rằng là hôm nay là ngày khai hội xuân của chùa Tam Trúc. Thì tôi thấy rằng là cái cảnh quan không gian của khu tâm linh đây phải là rất là tuyệt vời. Xuân năm mới cũng mong muốn là tất cả mọi người đều là an vui, hạnh phúc, hỷ lạc. Chú khởi hành đầu năm này là coi xuống đến quần thể này ấy, thì chú cảm thấy rất là thoải mái. Nói chung là mọi chuyện đều rất là tốt. Cho nên coi như là chú cũng đến đây để coi như là cố gắng tham quan cho nó đầy đủ. Cũng trong sáng nay, Hội Xuân Tam Trúc 2024 với chủ đề Kết nối di sản chính thức được khai mạc, đánh dấu một năm với nhiều hoạt động khởi sắc của du lịch Hà Nam nói riêng và cả nước nói chung. Vâng, mỗi lần mà nghe thông tin có một địa danh nào đó của Việt Nam được vinh danh đối với những giải thưởng quốc tế thì tôi cảm thấy rất là tự hào. Việt Nam của chúng ta rất là đẹp và còn rất là nhiều nơi mà cần phải giới thiệu tới bạn bè quốc tế ạ.